Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng xin được chia sẻ bộ đề thi tham khảo ý thuyết lái xe tại Mỹ năm 2022, bang Arizona đề số 6. Bộ đề này được Thắng biên soạn từ DMV. Trước khi đi vào video, mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Thắng và nhấn vào cái chuông để nhận những thông báo mới nhất từ những video của Thắng. Xin cảm ơn tất cả mọi người.